Diễm Thi, Trung Khang và Trân Như thân mến chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một trong những vấn đề mà được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường báo cáo để mà xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp sáng 12 tháng 5 vừa qua là cái quyền đối với họ, tên và chữ đệm. Theo Bộ trưởng đó, thì tên và chữ đệm của công dân Việt Nam và cái người mà không quốc tịch thường trú tại Việt Nam thì phải bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không có được đặt tên bằng số hay là bằng một ký tự mà không phải là chữ. Rồi họ, tên và chữ đệm của một người thì không được vượt quá 25 chữ cái. Vậy thì cái yêu cầu này có phù hợp hay không? Và vì sao là chủ đề của chương trình Cuộc sống quanh ta kỳ này? Xin chào bạn Trung Khang và Trân Như. Theo hai bạn thì cái yêu cầu này có phù hợp không? Xin phép Trung Khang nói trước. Rồi. Tại ở Việt Nam lâu hơn. Được đặt tên mỗi người như thế nào là tùy cá nhân của họ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Tùy theo sở thích mà đặt sao thì đặt, không có ảnh hưởng đến người khác nên không có vì lý do gì mà hạn chế cái quyền này. Dạ đúng rồi. Trân Như thì không có ở Việt Nam lâu như Trung Khang nhưng mà ta mới ở Việt Nam qua nhà ta mới. Ôi Trân Như cũng mới trở lại đây cách chừng 2 tuần thôi. Dạ. Nói thiệt thì đi từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, Trân Như cảm thấy là bây giờ đó là nhan nhản diễn viên, ca sĩ, ngay cả những bạn trẻ bây giờ đó thường lấy cái tên nước ngoài là tên là nào Emily rồi John đủ thứ vân vân nhiều lắm. Và cũng theo cái quan sát của Trân Như thì sở dĩ nhiều người trong giới showbiz họ lấy tên như vậy đó có lẽ là vì họ cũng muốn khác người một chút xíu, muốn có một chút xíu cái gì tây tây một chút xíu để cho nó khác lạ, nhằm mà chú ý công luận. Nhưng thật ra thì họ chưa nghĩ là họ như vậy thôi chứ mà họ cũng không quan tâm lắm về cái suy nghĩ sâu xa đúng không ạ? Nhưng theo lập luận của mấy cái vị trong bản sửa đổi đó thì quy định này là để hạn chế cái việc đặt họ, tên và chữ đẹp không có phù hợp với tập quán thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Dù này Diễm Thi cũng ủng hộ chút quá nha. Tại vì hai bạn biết sao không? Tại vì rõ ràng là một cái tên thuần Việt thì ví dụ như Diễm Thi thì nghe nó Diễm, nó Thi đúng không? Nhưng mà dạ. Còn như tên Trân Như là hay mà là không đụng hàng đúng không? Không đụng hàng. Nói vui vậy thôi chứ đại diện ban soạn thảo cho rằng là quy định trên á, là để đồng bộ với cái quy định có liên quan của luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Theo đó, người xin nhập quốc tịch Việt Nam á, là phải có tên Việt Nam và người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cũng phải có tên Việt Nam. Làm gì mà cho nó rắc rối quá vậy không ạ? Mất thời gian, tốn tiền bạc. Đó, chứ như thấy là người Việt Nam mình bây giờ đó thì ở khắp mọi nơi trên thế giới rồi nhưng mà đâu có nước nào họ bắt buộc là mình là phải lấy cái tên của cái nước đó đâu. Tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp gì đâu. Chứ như thì vẫn thích để cho mọi người được tự do lựa chọn cái tên của họ ra sao cho phù hợp, miễn sao là họ thấy là vừa ý với cái tên của họ là được rồi. Nhà nước cần gì phải đề ra cái quy định này quy định nọ làm gì. Đúng rồi, tức là cha mẹ mà sinh con thì phải cân lên đo xuống rồi phải suy nghĩ nát óc mới đặt cho con mình một cái tên vừa ý, nó phù hợp, nó không phản cảm. Đúng rồi. Đúng không Trung Khang? Dạ đúng, đúng đó chị Diễm Thi, đặt tên con đâu phải chuyện dễ đâu đúng không? Không những phải có ý nghĩa mà còn phải dễ gọi, dễ nhớ nữa. Chẳng hạn như ở Việt Nam thì mình vô một cái lớp học á, thì những cái tên như Hồng, Hạnh, Hoa, Hùng, Dũng thì lúc nào cũng là những cái tên dễ nhớ, dễ đọc. Đúng rồi. Nhưng ở Mỹ mà cứ cứng nhắc mà những cái tên thuần Việt như vậy đó thì chắc đọc chắc uống gãy lưỡi. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên qua Mỹ nhiều người họ phải đổi tên á, những cái tên không có phù hợp nha. Trở lại với đề nghị của Thường vụ Quốc hội thì chính bà Trương Thị Mai là chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng cái quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt quá hiến pháp. Cái tên dài thì ảnh hưởng gì tới đạo đức xã hội đâu, có ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng đâu. Cho nên nên khuyến khích người dân đặt tên ngắn cho nó dễ gọi, chứ không có được bắt buộc người ta, không có áp đặt người ta được. Đúng là rắc rối quá đúng không vậy? Dạ. Hồi Trung Khang mà còn ở Việt Nam á thì thấy nhiều cha mẹ đặt tên con chẳng cần phải theo quy định gì cả. Bà mẹ nào mà mê phim Hồng Kông á, thì đặt tên con theo diễn viên trong phim mà họ thích hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Và ai phim, mê phim Hàn Quốc thì cũng vậy, cũng đặt theo nhân vật theo trong phim Hàn. Dạ. Đặt tên cái kiểu này thì nhất định là tên phải hay rồi. Thì tên trong phim mà tên diễn viên, tên những... Đặt tên theo phim Hàn, phim Hồng Kông thì còn gì là thuần phong mỹ tục của Việt Nam nữa. Phạm luật bị phạt không chừng đúng không? Không sao đâu chị, những gì đừng có lo. Ở Việt Nam hiến pháp và luật á, bây giờ nó quy định đủ thứ nhiều điều hết, nhưng mà cho như thấy là
đâu có mấy ai tuân thủ đâu. Mấy tuần lễ mà Trân Như có mặt ở Việt Nam thì Trân Như học được một số cái điều là không có quy định nào mà không có thể giải quyết được. Có tiền là có tất cả. Dạ vâng. Đi ra đường nếu vi phạm luật giao thông thì dúi cho công an chút xíu tiền thôi là đi tiếp. Khi có việc cần đến cơ quan công quyền thì mình cũng cứ chút xíu phong bì, kẹp tiền vô chút xíu đúng không? Cũng là xong việc. Đi đến đâu cũng vậy hết trơn. Cái tình trạng nói một đằng là một nẻo rất là phổ biến. Các vị đại biểu quốc hội có nhiệm vụ làm luật thì cứ làm. Là việc thi hành luật như công an chẳng hạn, muốn diễn giải pháp luật sao thì mặc sức mà diễn giải để nhũng nhiễu. Người dân Việt Nam ngày nay thì như đã thành quy luật, hãy đụng đến nhân viên nhà nước thì lo dúi chút tiền. Ta nói tiền. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ở Việt Nam là đúng vậy. Có một cái chuyện làm luật bằng tiền đã thành cái tập quán rồi đó nha. Hai bạn nói cái chuyện mà luật một đằng rồi làm một nẻo thì khiến Diễm Thi chợt nảy ra cái ý nghĩ là có khi nào chính mấy ông bà quốc hội đưa ra cái quy định này, quy định nọ về đặt tên con để mà giữ thuần phong mỹ tục. Biết đâu mấy ông bà lại đặt tên một cái tên Tây nào cho con đi du học cho dễ. Đúng không ạ? Diễm Thi, Trung Khang và Trân Như xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.